Tập 997, những chiến binh cuồng nộ Su Long. Ý chí quyết chiến của Luffy lan truyền khắp tòa thành. Đã đến mức này, bọn họ không còn sợ bất kỳ điều gì nữa. Big Mom mỉm cười chế giễu sự áp đảo về mặt lực lượng của phe liên minh. Không ngờ đúng lúc đó, Quy nhận được thông báo từ đám thuộc hạ, có hàng ngàn Samurai đang tiến vào ở cổng sau. Đồng thời, các Samurai đã đột nhập vào tòa thành cũng đang lực lượt tháo bỏ lớp ngụy trang, đánh cho đám thuộc hạ lên bờ xuống ruộng. Bộ đôi Kid và Killer chứng minh thực lực giết người và phá hoại, cùng đi với một vị thủ lĩnh. Có lo dùng năng lực hoán đổi của mình, trả ngược lại cho bọn chúng trái bom, không cần tốn sức đã hạ được đối thủ. Không những thế, Phượng Hoàng Marco và anh cả Bezo thuộc băng kẹo ngọt của Big Mom đang hợp lực phá tan hàng phòng thủ ở cổng trước. Queen ở một chỗ nghe hết đống tin dữ đó, hoang mang đến chảy mồ hôi hột. Rồi hắn bắt loa thông báo với toàn bộ binh lính, cầm vũ khí và sẵn sàng đấu tranh. Giờ thì băng bách thú đã phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ các liên minh khác nhau. Về phía Shinobu, cô nàng đã đến được gác mái nơi Momonosuke bị giam giữ. Tuy nhiên, vẫn còn ba thủ lĩnh cấp cao ở đó, chỉ đành chờ cơ hội ra tay. Kaido đã không thể ngồi yên thêm nữa, hắn hóa thành rồng, xuyên qua trần nhà cao vút, đưa theo 9 bao kiếm đỏ ra bên ngoài. Vừa hay bây giờ ta vẫn còn tỉnh táo, rất giống với trận chiến trước kia. Kyoden còn sống và để lại trên cơ thể ta một vết sẹo. Cùng với sự chỉ huy của Inuzashi, toàn bộ chiến thần thuộc tộc Min ra mặt. Để tôi nhắc cho các bạn nhớ, tộc Min ẩn chứa một loại sức mạnh cực hạn. Mỗi khi trăng tròn, cơ thể họ sẽ biến về nguyên dạng của tộc thú với sức mạnh tăng lên kinh khủng, hay còn được gọi là Su Long. Ngay khi cơ thể Su Long dần tích điện, thì Trách cùng dàn thuộc hạ đã bước ra ngăn chặn. Đối với tộc Min, Trách là một kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung. Trước kia, để chi tìm Zaizo, hắn đã đến đảo Du và phá hủy cả thành phố rộng lớn. Thậm chí là thả làn khí độc bao trùm cả hòn đảo, dùng vũ lực bắt người dân khai ra nơi Zaizo đang lẩn trốn. Một vương quốc có lịch sử hàng nghìn năm xém chút đã bị phá hủy, Neko cũng mất đi cánh tay. Còn lý do vì sao hắn ta phải tìm ra Zaizo bằng mọi giá? Là vì Zaizo là một trong đám người khiến Zunisa nổi giận, cả hạm đội của Trách vô tình bị đánh hạ và rơi xuống biển. Lian cùng quân đoàn tộc Min chủ động tham chiến, vì Neko và Inuzashi còn phải dưỡng sức để giáp mặt trong trận đấu với Kaido. Dưới ánh trăng tròn, 100% sức mạnh quái thú trong người họ bộc phát, trở thành những chiến thần Su Long. Từng tia sét chớp nhoáng khiến cả một vùng đất phát sáng, vòi voi của Trách bị chặn lại, con quái thú nung bờ bị sấm sét đường chín. Liệu rằng sự cuồng nộ của họ có chiến thắng được tên thủ lĩnh cấp cao Trách hay không, khi mà trận chiến với Kaido cũng chuẩn bị bắt đầu?